Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra tiến độ thi công các hợp phần của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Báo cáo của Ban Quản lý dự án cho biết, năm 2024, dự án được bố trí vốn ODA hơn 554 tỷ đồng, vốn đối ứng là 50 tỷ đồng. Dự án bao gồm 6 gói thầu. Hiện nay, về tiến độ thực hiện, một số gói thầu có giá trị thực hiện đạt trên 80% khối lượng hợp đồng như gói thầu kè sông Như Ý, đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, gói thầu kè cọc sông Như Ý, khu vực bao quanh nhà máy xử lý nước thải. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được tích cực thực hiện. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn chủ yếu nằm ở hạng mục thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng. Các hạng mục khác về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn có một số gói thầu chậm hơn tiến độ cam kết. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ do thời tiết bất lợi, nhiều vị trí thi công vướng hạ tầng ngầm nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các gói thầu khu vực kè sông Như Ý, đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, khu vực thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng. Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công trong việc thực hiện các gói thầu dự án theo đúng tiến độ. Đối với các gói thầu chậm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm có tác động lớn đến diện mạo cảnh quan thành phố. Vì vậy, yêu cầu thời gian tới, đơn vị thi công cần tăng cường máy móc, thiết bị thi công, tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, từng ngày từng giờ để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Quá trình thi công cần đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, cảnh quan, mỹ quan.